Ngày 4 tháng 12 thông qua hệ thống giám sát và phòng thủ mã độc, các chuyên gia bảo mật của công ty An ninh mạng CMC Cybersecurity đã phát hiện một mẫu mã độc mới có khả năng được tinh tặc sử dụng vào mục đích thực hiện những cuộc tấn công mạng nhắm vào người dùng Internet. Cụ thể thì cảnh báo bảo mật của CMC Cybersecurity chỉ ra cách thức tấn công của tinh tặc khi lợi dụng thói quen tải phần mềm về cài đặt của người dùng. Sở dĩ tinh tặc nhắm vào phần mềm gọi Unicay bởi đây là ứng dụng quá quen thuộc với hầu hết người dùng cùng với đó là lượng người dùng rất lớn, đặc biệt là tại Việt Nam. Từ đó, tin tặc sẽ bí mật cài một tập tin độc hại vào thư mục unikant.esa và sau đó chúng ta sẽ đưa tập tin độc hại đó lên vị trí ưu tiên nhằm đánh lừa người dùng tải về thay vì ứng dụng Unikant sạch. Và theo khuyến cáo của CMC Cyber Security, thì người dùng đảm bảo an toàn chỉ được phép tải phần mềm Unicay từ trang chủ chính thức của nhà phát hành và không nên tải thông qua bất kỳ một trang web trung gian nào.